Chào mừng các bạn đang đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của tụi mình. Xin chào! Hổ phụ sinh hổ tử, với một ngôi sao đẳng cấp và luôn nỗ lực để khiến cho bản thân tốt hơn mỗi ngày, chắc chắn Cristiano Ronaldo sẽ có mặt và trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho con trai mình khi nó bày tỏ nguyện vọng được kế thừa bố nó. Vậy nên, kỹ năng của Ronaldo Jr. đã tỏ ra vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa khá nhiều. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những bàn thắng và các pha xử lý kỹ thuật đầy đẳng cấp của cậu ấm nhà Ronaldo ngay và luôn các bạn nhé. Let's go! Truyền bóng cho con, thế không nào nó lại tung người vô lê để ghi bàn ngay trước thanh thiên bạch nhật thế này. Cứ bị gọi là tự hào level max luôn á, Cristiano Ronaldo. Chứng kiến siêu phẩm đầu đời của con lại chả cười tít mắt luôn chứ, CR7. Một cú dứt điểm cận thành đầy uy lực. Dăm ba pha làm bàn kiểu này, Ronaldo Jr. làm đầy. À mà bố mình còn nhiều kiểu ăn mừng mà, kết hợp với đồng đội sáng tạo thêm mấy pha nữa cho nó hợp với lứa tuổi hồn nhiên ngây thơ nào. Một cú bắt vô lê cực mượt của Ronaldo Jr. khó cho nhóc gác đền kia quá, cứ phải cosplay pha ăn mừng huyền thoại của ông bố thôi. Người ta còn bắt trước đầy rẫy ra, mình là quý tử thì đương nhiên phải dùng hàng cây nhà lá vườn rồi. Xuất phạt sao? À không, đấy là bạn khác nha. Công việc của cậu ấm nhà CR7 là chọn vị trí đỉnh cao và nhẹ nhàng đệm bóng vô lưới nha. Việc hơi bị quan trọng ha. Biết kỹ thuật của gia tộc Ronaldo chưa? Một mình qua cả hàng thủ đối phương luôn nha. Ronaldo con tuyên bố ao trình cả sân bóng. Đây mới gọi là hàng chuẩn xuất phạt đây này. Cố sau này rèn luyện thêm tuyệt chiêu Knuckleball của ông bố nữa thì lại hết nước chấm luôn. Xuất gì mà khó thế Ronaldo Jr.? Cho các bạn đồng trang lứa chơi nữa chứ. Vượt trội thế này là Cristiano Ronaldo thích lắm đó chứ không đùa đâu. Phối hợp 1-2 nhịp nhàng cùng đồng đội, rồi sau đó tự mình xé toang mảnh lưới đối phương. Ấy cha, Cristiano Ronaldo chắc đang tự hào về ông con của mình lắm đây. Ố kìa, chẳng phải là kỹ năng thương hiệu Ronaldo Chop hay sao? Còn giống cha là nhà đầy phúc rồi ha. Tiết mục này duyệt cực mạnh nha. Một mình anh đây qua hết, không cần phải dài dòng văn tự làm gì. Ba cái bóng theo kèm hả? Hơi ít nha, cần nhiều thêm. Mà thôi, để tình huống sau nha, giờ ghi bàn mất tiêu rồi còn đâu. Chuyển sang sân cát cho nó thay đổi không khí nha mấy đứa. Nhưng mà có thứ không thay đổi được cơ, đó chính là tần suất làm bàn của cậu ấm nhà Ronaldo, không thể ngăn cản. Ủa là trời, quả này nó lại cơ bản với Ronaldo Jr. quá, không cần tung hô cháu đâu các chú. Cũng đi bóng và cứa lòng được đấy chứ, không hổ danh là ông con của Cristiano Ronaldo. Quay mặt về phía khung thành ư, không sao, dăm ba cái kỹ năng này, cháu Ronaldo Jr. lo được hết nha mấy chú ơi. Này thì thích bay người, không đỡ được đâu bạn ơi. Bố tôi đã bày cho cách điều bóng và góc hiểm nhất để mà ghi bàn rồi, khó lắm bạn ơi.
bị dồn đến tận hết sân ư? Nếu bây giờ mà chọn tạt bóng vào trong thì lại không phải là con của bố Cristiano Ronaldo rồi. Thế nên làm chút rê bóng sương sương ha, rồi sau đó mất bóng luôn cũng được, miễn sao phải có điểm nhấn là được rồi, mà còn điểm nhấn siêu to khổng lồ ấy chứ. Chúng ta hãy cùng phân tích một chút. Ronaldo Junior đang là người có bóng, cậu nhóc tóc dài đằng sau đang lao thẳng về phía CR7 con để cướp bóng. Và trong tình thế gấp gáp đó, Ronaldo Junior đã thực hiện luôn một cú Ronaldo Chop để mang về một quả phạt cho MU nhí. IQ cao đấy chú bé. Ba nhóc mà không kèm nổi Ronaldo sao? Đẳng cấp cao đấy. Thôi thì đành phạm lỗi để lấy được bóng vậy, cách duy nhất rồi. Chết, dính thêm cái nóng tính như bố là không được đâu Ronaldo Junior nha. Đập nhã 1-1 thôi nha. Ok, giờ đưa bóng đây, Ronaldo Junior làm hết. Ok, cởi áo ra ăn mừng đi. Aha, đâu có dễ như vậy. Ngoặt bóng cơ bản nhưng mà vẫn lừa được tấm chiếu mới kìa, phát cho vui. Thôi tiện đang phấn khởi, lừa hết cả sân đi rồi ăn mừng bàn thắng một thể Ronaldo Junior ha. Hai bố con tập luyện hăng say phết nhỉ. Trực tiếp ông bố chỉ bảo cho như thế này, bảo sao vào sân ông con cứ một mình bón hành đối thủ thôi. Luyện tập tiếp thôi nào con trai, phải chạy như này này. Đó đúng rồi, làm theo bố đi. Hay lắm, quá là ổn áp luôn con trai của ta. Có đứa làm hàng rào mà còn chổng mông ra kìa, lêu lêu. Thôi đừng làm trò nữa, vì có bè như nào thì Ronaldo Junior cũng xúc phạt vào luôn. Hàng tuyển của CR7 là nó phải khác chứ. Đá sân cát chứ gì, ok, vẫn cứ là dễ nha. Nào, hãy xem Ronaldo con thể hiện đây. Xúc luôn để xé lưới đối thủ ngay cho nó máu nha. Nhanh còn đi ăn mừng chứ mấy đứa. Cái tấm chiếu mới trong khung gỗ kia, đứng thế thì rõ ràng là muốn hiến dâng bàn thắng cho Ronaldo Junior rồi, mình xin. Vừa rồi là những bàn thắng và những pha xử lý đầy kỹ thuật của Ronaldo Junior khiến cả thế giới kinh ngạc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.